chào tất cả mọi người. Thì hiện tại đây Lan là cái giờ nghỉ trưa của mình. Thì trong cái giờ nghỉ trưa này thì mình cũng có lướt các trang web bán hàng online để mình tìm mua những cái vật dụng cần thiết trong nhà của mình. Thì sau khi mà mua xong thì mình cũng có nghía qua các trang bán đèn năng lượng mặt trời ở đây. Thì đây, như mọi người đã thấy thì ở đây có rất nhiều các shop bán các loại đèn năng lượng mặt trời. Thì mình thấy là ở đây cũng có rất là nhiều công suất nè, rất là nhiều mẫu mã và đặc biệt là cái mức giá thành rất là chênh lệch với nhau. Và thường thì có rất là nhiều khách hàng hay hỏi mình á, đặc biệt là về cái dòng đèn pha 100W. Thì có rất là nhiều khách hàng hỏi mình là tại sao cùng một loại đèn pha cùng công suất là 100W mà ở trên cái trang này lại có cái mức giá thấp hơn so với cái sản phẩm mình đang cung cấp. Thì mình cũng rất là thắc mắc về cái chất lượng cũng như là cái chính sách của cái chính sách bán hàng của các sản phẩm ở đây. Thì đối với những khách hàng thì thường người ta sẽ quan tâm tới hai cái yếu tố. Đầu tiên là mẫu mã công suất của sản phẩm nè. Thứ hai là họ sẽ quan tâm về cái giá thành. Thì nếu mà cái giá thành cao một chút xíu thì họ sẽ khá là e dè và sẽ tìm mua một cái sản phẩm có cái mức giá thấp hơn để sử dụng. Thì còn đối với mình, nếu như mà mình là một cái khách hàng thì mình sẽ quan tâm tới ba yếu tố đầu tiên. Thì đầu tiên là mình sẽ quan tâm tới chất lượng sản phẩm. Thứ hai là mình sẽ quan tâm về công dụng mà nó mang lại cho mình. Và thứ ba là mình sẽ quan tâm về cái sự uy tín của cái đơn vị mình mua hàng. Thì do là các bạn tính tò mò về cái chất lượng của mình, do là các bạn tính tò mò về cái chất lượng sản phẩm, cũng như là muốn giải đáp tất tần tật những thắc mắc của các khách hàng trong thời gian qua, thì hôm nay mình sẽ quyết định đặt một cái sản phẩm ở trên đây về và so sánh với cái sản phẩm mà bên mình đang cung cấp. Bây giờ mình sẽ tìm mua một cái đơn hàng bất kỳ để đem về so sánh. Và bây giờ thì mình sẽ tìm mua một cái chiếc đèn pha 100W bất kỳ để so sánh cho mọi người có thể thấy rõ hơn về sự khác biệt. Mình cũng không biết nó khác biệt cái gì nữa. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đặt một cái đơn hàng để đem về so sánh với cái sản phẩm mình đang cung cấp, để cho mọi người có cái nhìn khách quan hơn về cái mức giá thấp và giá cao, về những cái sự khác biệt giữa hai cái dòng đèn mà mình đang cung cấp cũng như là cái dòng đèn trên thị trường. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đặt hàng. Thì do là những cái nhạy cảm về thương hiệu là mình sẽ che tất cả các thông tin của cái shop này đi. Bây giờ thì mình sẽ mua hàng. Và đơn hàng của mình có tổng trị giá là 716.000 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt hàng. Và mình cũng đã đặt hàng xong. Bây giờ cái việc của mình nên là mình sẽ đợi từ 2 đến 3 ngày nữa. Khi mà có người giao hàng đến thì mình sẽ xuống lấy hàng và sẽ review thực tế cũng như là một cái so sánh nho nhỏ giữa chiếc đèn mà mình đang cung cấp và cái chiếc đèn 100W mà mình mới vừa đặt mua này. Thì còn mọi người đừng chuyển kênh, hãy cùng theo dõi tiếp cái video này để xem những cái sự khác nhau của hai dòng đèn này nha. Xin chào tất cả mọi người. Thì đây cũng là một cái đơn hàng mở đầu video mà đã đặt. Thì mình cũng mới vừa xuống lấy xong. Bây giờ thì mình sẽ đem lại bàn để mở cái hộp đèn này ra cho mọi người có thể xem những cái chi tiết bên trong của chiếc đèn này. Thì đây cũng là một cái bưu cục mình mới vừa lấy. Thì nó cũng vừa được vận chuyển từ cái bưu cục ở Hà Nội gửi về cho cái đơn vị ngay chỗ công ty của mình. Công ty của mình là ở 4380B đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và nó cũng còn nguyên kiện như thế này. Và không để mọi người chờ lâu thêm nữa, bây giờ thì mình sẽ khui cái hộp đèn này ra để xem bên trong này có gì nha.
Và đây cũng là những cái chi tiết mà mình mới vừa khui từ trong hộp ra. Bây giờ thì mình sẽ có một cái so sánh nho nhỏ giữa chiếc đèn 100W mà mình mới vừa đặt về và cái chiếc đèn mà mình đang cung cấp. Thì bây giờ mọi người cùng hãy cùng theo dõi tiếp video dưới đây. Và đây là cái chiếc đèn pha Rolex công suất 100W mà hiện tại công ty của mình đang cung cấp cho thị trường. Thì sau đây mình sẽ tiến hành so sánh cái chiếc đèn pha Rolex này với một chiếc đèn mà bạn My đã vừa đặt ở trên Shopee về. Thì mình sẽ so sánh về cả cái ngoại quan, về cái ánh sáng của đèn cũng như là những cái chi tiết ở bên trong của chiếc đèn để mọi người có thể hiểu rõ hơn là cái sản phẩm của bên mình nó sẽ khác biệt với thị trường như thế nào. Và bây giờ thì và đây là cái chiếc đèn mà mình đặt mua trên mạng về. Còn đây là cái chiếc đèn mà mình đang cung cấp. Thì đầu tiên thì mình cũng sẽ nói về cái ngoại quan giữa sự khác biệt giữa hai chiếc đèn này. Đây là cái chiếc đèn mà mình đặt mua. Thì chiếc đèn này nó cũng có một cái thiết kế rất là đơn giản như thế này. Thì nó cũng có một cái thương hiệu ở đây. Tuy nhiên là do nhạy cảm về thương hiệu là mình sẽ treo cái thương hiệu này lại. Thì trên đèn thì vẫn có ghi là công suất là 100W và mức chỉ số IP là IP67. Thì thông thường những cái chiếc đèn sử dụng ở ngoài trời ấy, thì thường chỉ có cái độ chống thấm nước tiêu chuẩn là IP65 và IP66. Tuy nhiên là chiếc đèn này tới IP67 rồi. Và đây là cái chiếc led của đèn. Và đây là cái ngoại quan của cái chiếc đèn Rolex mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp. Thì chiếc đèn này nó cũng có công suất là 100W. Và về cái thiết kế thì nó có một cái thiết kế rất là mới lạ, khác biệt hoàn toàn so với những cái chiếc đèn bán trên thị trường. Về cái phần chiếc led của nó sẽ được chia thành 4 cái ô led như thế này. Thì cái vị trí ô led như thế này nó sẽ giúp cho đèn tỏa được cái ánh sáng xa hơn, rộng hơn, hỗ trợ thêm cho cái phần ánh sáng của đèn. Và cái chỉ số IP của đèn là IP66. Và tiếp theo thì mình sẽ nói về cái mặt xa của đèn. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái chất liệu của đèn. Chiếc đèn này có một cái phần vỏ được làm bằng nhựa, thì cầm cũng rất là nhẹ tay như thế này thôi. Và một điểm trừ của chiếc đèn này là cái phần tay bắt đèn không có được chắc chắn. Thì như hồi nãy khách cũng đã thấy là mình cũng có gắn một cái bịch ốc như thế này, cái đèn không có thể đứng vững, chứ không thì nó sẽ bị như thế này. Và về cái phần vỏ đèn thì cái chiếc đèn Rolex này nó có cái lớp vỏ được đúc hoàn toàn bằng nhôm, rất là chắc chắn luôn. Thì cái lớp vỏ nhôm này nó cũng có một cái khả năng tản nhiệt rất là tốt. Và đặc biệt là sẽ rất là an toàn khi mà quý khách sử dụng nó lâu ngày ngoài trời. Gì nữa ta? Cái tấm pin. Tấm pin đúng không? Tấm pin. Nằm xuống đi. Và đây là cái tấm pin của chiếc đèn pha Rolex mà công ty của mình đang cung cấp. Và đây là cái tấm pin mà mình mua cái chiếc đèn 100W ở trên mạng về. Đây thì quan sát qua video, quý khách cũng có thể thấy là cái tấm pin mà của những chiếc đèn chúng tôi cung cấp nó có cái kích thước lớn hơn nhiều so với cái tấm pin ở trên thị trường. Ngoài ra thì ngoài sau của cái tấm pin này nó cũng có ghi rất là đầy đủ về công suất của pin và những cái thông số kỹ thuật khác ở đây. Và còn cái chiếc đèn và còn cái tấm pin của cái chiếc đèn này thì không có ghi rõ ràng cái thông tin, là giống như ghi có là cái đèn này nó là 6V thôi, còn tất cả thông tin khác thì ghi không được rõ ràng. Và
bây giờ thì mình sẽ người ta mình sẽ mở hai cái chiếc đèn này lên để mọi người để theo dõi về cái độ sáng của nó. Để không tiếp theo là so sánh về độ sáng của hai chiếc đèn. Dịnh luôn đi Vy ơi, dịnh luôn đi. Bắt trước đi. Đây là thì theo như mình quan sát thì cái chiếc đèn Rolex này nó có cái độ sáng cao hơn cái chiếc đèn này. Tuy nhiên thì có thể là do cái ánh sáng ở đây mọi người sẽ không thể nào nhìn rõ được cái độ sáng này. Cho nên là chắc là tối nay mình với Hồng Huy sẽ đi quay lại cái độ sáng thực tế vào ban đêm của hai cái chiếc đèn này để mọi người có thể quan sát nó rõ hơn. Bây giờ mình tắt đi. Và tiếp theo thì mình sẽ so sánh về cái cân nặng của hai chiếc đèn. Mình nghĩ là cái cân nặng của hai chiếc đèn này cũng sẽ chênh lệch nhau. Một ký sáu và hai ký bảy thì cái khối lượng của nó chênh lệch cũng khá là nhiều. Thì một phần là do cái vỏ của đèn, thì chiếc đèn này có cái lớp vỏ bằng nhôm và chiếc đèn này có lớp vỏ bằng nhựa, cho nên là nó sẽ có cái khối lượng chênh lệch nhau. Và một phần thì mình nghĩ chắc sẽ do cái lượng pin ở bên trong của đèn. Thì bây giờ mình sẽ mở hai cái chiếc đèn này ra để mọi người theo dõi những cái chi tiết ở bên trong của hai chiếc đèn này nó sẽ khác biệt nhau như thế nào.
đây là cái chiếc đèn mà mình đặt mua ở trên mạng về. Ê, mở, bà mở rồi, cái này mở không được, phải đọc. Cái này nó là đọc. À, thì cái đèn của mình là mình mở cái đèn ra, còn của bạn Vi là đọc cái đèn. Thì do là một hồi hàng hùng, bạn Vi không mở được nên là bạn Vi cũng đã đọc cái đèn nó ra rồi. Vì chiếc đèn này nó có một cái lớp kính cường lực rất là chắc chắn ở phía trước, nên là không thể nào bạn Vi mở được. Còn chiếc đèn của mình thì nó cũng có một cái tấm kính. Tuy nhiên là chỉ còn vài cái thao tác nhỏ thôi là mình đã gỡ được cái tấm kính nguyên vẹn như thế này ra. Và mọi người cũng đã, mọi quý khách cũng đã thấy được cái phòng pin ở bên trong và cái chiếc đế như thế này. Thì quay lại về cái vấn đề chỉ số IP. Thì đối với cái chiếc đèn mà mình đặt mua ở trên mạng về, nó để cái chỉ số IP ở trên đèn là là IP67. Nhưng mà cái tấm kính của nó lại thì mình gỡ ra rất là dễ dàng luôn. Thì chứng tỏ là như vậy, khi mà quý khách treo nó ở ngoài trời, nó sẽ rất là dễ bị vô nước, bị hư hỏng. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành so sánh về bên trong của hai chiếc đèn. Đầu tiên là cái phần dễ thấy nhất, chính là cái phần điều khiển, cái mạch điều khiển của đèn. Thì với cái chiếc đèn Rolex này thì cái mạch điều khiển nó nằm riêng lẻ, nó không nằm chung với cái phần chip LED, và nó cũng được thiết kế rất là chi tiết tỉ mỉ như thế này. Còn với chiếc đèn mình đặt mua trên mạng về thì đây là những cái mạch điều khiển của nó. Thì những cái sợi dây của cái mạch này được lắp rất là sơ sài, và cái mạch điều khiển thì được gắn chung với cái chip LED như thế này luôn, chứ không có gắn riêng như của Vivi. Và cái phần chip LED thì ở đây cái chip LED nó có ghi rất là rõ ràng cái thương hiệu, công suất và cái số lượng chip LED ở trên đây. Này, nó có những cái số rất là rõ ràng ở trên cái phần chip LED này. Và còn với chiếc đèn mà mình đặt mua ở trên mạng về thì cái phần chip LED của chiếc đèn này chỉ ghi tổng cộng là có 208 chip LED thôi. Còn bất kỳ cái thông tin về thương hiệu hay là những cái kích thước của chip LED thì cái chiếc đèn này hoàn toàn không có. Và tiếp theo là về cái phần pin. Thì lúc nãy thì mình với bạn My cũng đã mở trước cái phần pin này ra xem cái số lượng pin ở bên trong rồi. Thì cái chiếc đèn Rolex của mình nó có tổng cộng là 6 viên pin như thế này. Còn của mình thì chỉ có được 4 viên pin. Tuy nhiên là cùng với công suất 100W mà cái chiếc đèn của mình có 4 viên pin thôi. Còn của bạn My tới 6 viên pin. Như thế này thì cũng có thể giúp kéo dài cái thời gian chiếu sáng của đèn. Với cái lượng pin như thế này thì chắc chắn chiếc đèn này sẽ có cái thời gian sáng cao hơn so với cái chiếc đèn, những cái chiếc đèn trên thị trường như thế này. Cầm pin tái chế nè. Sao mà nói đen với nói cái đó? Và thông thường những cái chiếc đèn có kiểu dáng phổ thông như thế này thì thường là sử dụng pin tái chế hoặc là cái phần pin cũ. Thì cái lượng pin tái chế với cái cục pin là pin tái chế đó, thì thường là chỉ có cái tuổi thọ tốt, sử dụng tốt ở cái thời gian đầu thôi. Còn cái thời gian, những cái thời gian những năm tiếp theo thì chiếc đèn nó sẽ giảm hiệu suất lại, và có khi là sẽ bị hư cái chiếc đèn trong khoảng từ 2-3 năm thôi. Và mình với bạn Vi cũng mới vừa có một cái so sánh nho nhỏ về hai dòng đèn 100W. Thì một bên á là cái chiếc đèn mình đặt mua trên mạng về, còn một bên á là cái đèn pha 100W mà bên mình đang cung cấp. Thì như ở đầu video thì mình cũng có nói là sẽ giải đáp tất tần tật những thắc mắc của khách hàng về cái lý do mà tại sao cùng một loại đèn pha, cùng một công suất là 100W mà cái chiếc đèn bên mình lại có giá cao hơn rất là nhiều so với đèn trên mạng như vậy. Thì mình với bạn My cũng đã so sánh hai chiếc đèn từ nãy đến giờ, thì mình nghĩ là nó sẽ có ba cái lý do chính như sau. Thì đầu tiên đó là về cái phần chất liệu, về cái phần vỏ đèn. Những cái chiếc đèn mà mình cung cấp thì nó sẽ có cái vỏ đèn được đúc bằng nhôm rất là chắc chắn, rất là chất lượng. Còn đối với những cái chiếc đèn giá rẻ như thế này thì cái lớp vỏ của nó sẽ được làm bằng nhựa. Thì cái chất liệu này khi mà quý khách sử dụng nó lâu ngày ở ngoài trời, nhưng mà phải chịu mưa, chịu nắng thì nó sẽ rất là nhanh chóng bị hư hỏng. Và cái điểm khác biệt thứ hai á là cái phần chip LED của đèn. Thì chiếc đèn này mình cũng không biết thương hiệu cái chip LED như thế nào. Còn chiếc đèn của mình thì có ghi đầy đủ hết. Ghi tên hiệu nè. Cái
cái tổng số của chip LED ở bên trong và những cái kích thước của chip LED như thế nào. Về thương hiệu của chip LED và cái điểm khác biệt thứ ba, mình cũng nghĩ là đây là cái điểm quan trọng nhất, đó chính là về cái phần pin của đèn. Thì những cái chiếc đèn mà mình cung cấp, cái lượng pin nó sẽ nhiều hơn chiếc đèn cùng công suất ở trên thị trường. Do là hồi nãy mình nói cũng hơi vấp vấp cái khúc pin tái chế, thì chắc chắn là mọi người sẽ khó hiểu, là bây giờ mình sẽ nhờ bạn Vi nói lại cái khúc pin tái chế để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn. Thì đối với những cái chiếc đèn mà phổ thông được bán trôi nổi giá rẻ trên thị trường như thế này thì pin mà nó sử dụng là pin tái chế, thì thường là pin tái chế. Thì pin tái chế này thì nó sẽ có cái giá rất là rẻ. Thì cái phần pin tái chế này nó sẽ có cái giá rất là rẻ, và do đó nó sẽ kéo theo cái giá thành của những cái chiếc đèn này cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với những cái chiếc đèn chất lượng khác. Và thứ hai đó chính là cái tuổi thọ của nó sẽ không được dài. Thì những cái chiếc đèn này khi mà quý khách sử dụng trong cái thời gian đầu thì có thể là nó sẽ vẫn sáng tốt, sáng ổn, nhưng mà có thể là từ từ sau vài tháng, khoảng vài tháng sử dụng sau vài tháng thì cái độ sáng nó sẽ giảm từ từ xuống và chiếc đèn nó sẽ bị hư hỏng. Do đó thì cái chiếc đèn trôi nổi trên thị trường như thế này, cái tuổi thọ của nó sẽ rất là ngắn so với những cái chiếc đèn mà mình cung cấp. Và ở cái video này mình với bạn Vi tạo ra với cái mục đích là để giải đáp cái sự tò mò của mình, cũng như là muốn giải đáp hết tất cả những thắc mắc của quý khách hàng về sự chênh lệch giữa mức giá cao và mức giá thấp. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp cho quý khách hiểu rõ hơn về cái tại sao nó có một cái mức giá thấp và tại sao nó có cái mức giá cao. Thì khi mà quý khách mua hàng, quý khách nên quan trọng cái chất lượng và cũng như là cái lợi ích, cũng như là cái sự uy tín và cái thương hiệu đem lại hơn là cái mức giá. Và sau đây thì mình sẽ tiến hành so sánh độ sáng của hai cái chiếc đèn này. Và đây là chiếc máy đo độ sáng. Thì mình sẽ đặt cái chiếc máy này cố định ở đây, nằm giữa hai chiếc đèn, và cái khoảng cách nó cách đều hai cái chiếc đèn để chúng ta đo được một cái kết quả chính xác nhất. Và đầu tiên là chiếc đèn pha Rolex công suất 100W. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đo. Đây là cái kết quả. Thì cái dòng thứ hai này chính là cái độ sáng của đèn 459. Và cái dòng cuối cùng này là cái nhiệt độ màu. Thì cái chiếc đèn này nó có cái ánh sáng là 6600K. Và tiếp theo là chiếc đèn pha công suất 100W đang được bán ở trên thị trường. Đây mình sẽ tiếp tục đo. Và cái số liệu nó sẽ nằm ở phía dưới cái số liệu vừa rồi để quý khách có thể dễ dàng so sánh. Ở đây cái số liệu hàng thứ hai. Cái số ở dưới chính là cái số liệu của chiếc đèn 100W đang được bán ở trên thị trường. Thì cái độ sáng của nó chỉ có 227. Thì quý khách có thể thấy là cái độ sáng của chiếc đèn Rolex như mình cung cấp nó gần gấp đôi so với cái độ sáng của những cái chiếc đèn bán trên thị trường như thế này. Và cái nhiệt độ màu của chiếc đèn này là 7200K. Và nói thêm một tí về cái nhiệt độ màu này, thì cái chỉ số này càng cao thì cái ánh sáng này nó sẽ càng gây chói mắt. Thì đối với cái khoảng 6600 thì đây là một cái ánh sáng màu trắng, lên đến tới khoảng 7200 rồi thì cái ánh sáng này nó sẽ ngã sang cái ánh sáng xanh, khi mà sử dụng nhiều sẽ gây chói mắt, hay là gây hại đến mắt của chúng ta. Và để đón xem những cái video hấp dẫn thú vị của hai đứa mình thì mọi người hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo ở những cái video tiếp theo.
Và cái video đến đây cũng đã kết thúc. Thì cảm ơn quý khách đã xem hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video kế tiếp.